Hello, hello cả nhà. Hôm nay là 20 tháng 11. Mình làm cái video này kính chúc đến tất cả quý thầy cô giáo cùng các anh chị trong ngành nhà giáo có một ngày nghỉ lễ 20 tháng 11 thật vui vẻ. Chúc các bạn học sinh và học trò cũng nên chăm ngoan học giỏi. Mình vừa xem theo bó hoa có chữ 20 tháng 11 rất là đẹp. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây xã hội. Có hoa ly, cúc. Hoa này là hoa gì mình chưa biết. Đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp cho nên đẹp, đẹp cho nên con quay lại để thôi nó tàn. Đâu có biết cái bó hoa này. Đẹp nó lại. Ok. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúc tất cả thầy cô giáo có một ngày lễ 20 tháng 11 cũng như là tri ân ngày nhà giáo, ngành nhà giáo.